Trang xin kính chào quý bà cô chú anh chị các bạn xa đang xem kênh Thói Biết Miền Tây nha. Hôm nay một ngày khá là đặc biệt và Trang có cơ hội lên đên trên sông Tiền thuộc xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây được mệnh danh là làng cá bè của huyện Cao Lãnh Trang á, và rất là nhiều loại cá được nuôi, cá diêu hồng nè, cá thác lát, cá nàng hai hay là cá cha, cá chê, rất là nhiều loại luôn. Và nơi đây để mà mùa nước nổi thì rất là nhiều ngư dân tập trung về đây săn bắt và giăng lưới câu cá hay là đăng mấy cái đú, mấy cái sau lưng Trang, quý vị thấy không, là nguyên một cái khu làng bè luôn. Hôm nay Trang có cơ hội cùng ba trải nghiệm giăng lưới cá trên sông Tiền, mời quý ông bà cô chú anh chị các bạn cùng đi theo giăng lưới hai cha con Trang nha. Trang kính chúc quý ông bà cô chú anh chị các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hy vọng là may mắn sẽ mỉm cười với Trang để Trang dính được cá và chia sẻ những bữa ăn dân dã miền Tây sông nước với quý vị, cũng như là cho quý vị trải nghiệm. Hy vọng là có dịp về Đồng Tháp thì Trang mời quý ông bà cô chú anh chị đến với quê hương Trang và cùng thưởng thức những cái món ăn ngon quê nhà trên sông nước như thế này. Bây giờ thì không nói nữa, Trang sẽ đi giăng lưới với ba. Quý vị cùng đi nha. Giăng lưới cả nhà ơi. Nay mình ra sông Tiền giăng lưới à. Nay Trang là ba sẽ đi à. Đây là tháng mùng 10, tháng mùng 9 tháng 10 rồi. Mùng 9 tháng 10. Vào mùa cá sổ đó, để coi năm nay giăng coi cá được nhiều không. Ba thấy khả quan không? Thấy cũng có lý đó con à. Sông mùa này do là mùa dịch đó quý vị, nên là không khí ở đây nó hơi trầm lắng hơn mọi khi, chứ thường khi là rất là nhộn nhịp luôn. Nãy giờ con cũng thấy mấy chú đang giăng đằng kia mà. Gà cũng xuống bắt cá, nghe mùa cá. Giờ lấy ăn nữa đó. Gió quá gió. Rồi. Cái gì? Con gái miền Tây cái gì? Cô nào cô nấy chạy ghe chạy máy. Dèo 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 luôn. Trời đất này mát dịu rồi. Mùa nước năm nay cá thì cũng không có nhiều bằng mỗi năm. Và do dịch bệnh nữa nên là cũng chợ búa đồ ít lắm chỗ Trang, đa phần là người dân bắt. Người dân bắt được nhiều thì ăn nhiều chứ không có đi chợ. Hết hai tay ưới quý vị, như đây cũng dài lắm, nhiêu mét ba, bảy mấy mét lớn. Rồi ba sẽ cuộc ngay đó, kết thúc hai tay lưới ở đây.
rồi đi kiếm cái gì hái rau rồi đi thôi. Mình đã khá vậy. Mình văng cá lâu lâu chút thôi mà. Xa xa là cái phà qua Sa Đéc đó gì. Chín nữa à? Ôi. Ồ, cái dẫn còn vắng. Cái dẫn ngon quá. Dạ. Chú Khang dằn giữa sông luôn cái gì. Lấy chì cho nó chìm xuống đất. Dằn theo cặp bè. Dạ. Giờ đi hái rau quá chị. Thôi con đi chú ơi. Dạ khỏe nha. Nãy giờ có dính con cá dồ nào không? Không. Không à. Cậu chúc làm ăn được nhiều tháng. Dạ dạ, con cảm ơn nhiều. Có dịp con ra đây gặp lại chú. Ở bên kia quý vị, có nguyên một nhóm đang câu cá. Đó mình xúc cá hay gì anh? Dạ. Đây là tập hợp của những ngành nghề trên sông luôn quý vị. Câu. Trên bè tôi trồng một vườn rau luôn. Cuộc sống này khá là thú vị luôn. Coi chú anh chạy cái gì. Quá đẹp. Giải kiểu giống ba chân. Và kiểu này không ướt mình. Bây giờ sao cá gì kỳ quá không ơi. Cá dữ lắm à. Ừ. Dạ. Giờ thì hai cha con đang tranh thủ trong khi chờ đợi cái lưới cá nó dính đó mì. Chàng đi hái rau về. Để coi coi có cá gì thì mình mới làm món. Giờ không biết rồi. Ăn cái gì luôn, Trang hái lộn xộn nha. Cái gì Trang cũng hái hết, cho chai rau muống. Để coi coi hơi nó dính cái gì. Hay là ăn rau không, không biết nữa. Rau vô đây. Nó lục bình Trang cũng hái luôn, bông lục bình cũng hái luôn. Rau ở ngoài sông này ăn là sạch sẽ, không có phân thuốc gì hết trơn cái gì. Ăn là an tâm luôn á. Vì cái này là cái ngón lục bình nè. Để chị ngay cho quý vị coi. Đó, mình sẽ ăn mấy cái non như vậy. Ghe của mấy chị đó là đưa rước khách, khách du lịch đó quý vị. Tốt quá. Mùa dịch này nó ít nhưng mà vẫn còn những cái khách người ta đi câu cá. Rồi để chân trống xuồng đi tiếp. Thôi mình rảnh mình lặt lại. Tay Trang mới chích ngừa nên nó còn nhức dữ lắm. Nó còn hơi ốm. Để đi kiếm bông lục bình hái.
Ôi trong này nè, sao vô được. Họ đi hái là hái bông một bình. Ở bên kia nãy xem thấy có mấy bông. Ai giờ muốn nè. Cái gì thấy cuộc sống ở quê bình yên ra ha. Ra xong Trang chờ chừng khoảng vài tiếng đồng hồ nữa là Trang đi thăm lưới. Cây này là cây cỏ xước không gì. Phải hái vài cọng về cho mẹ nấu nước uống, uống nó mát. Ở quê mấy cái này dễ kiếm mà nó cũng tốt, nhưng cái này không á ha. Thời bơi vô trong góc bằng được tránh nắng một hồi để nắng có cái gì. Vẫn là cái món bằng quen thuộc, lúc trước cha con Giang cũng hay ra đây lắm nè. Ra đây thì giăng lưới trời. Hồi mấy cái trà này là người ta chấp cá hả bà? Ta mé xuống cho rụng lá rồi ra vào tổ chức trà là chất chỗ khác chứ không phải là anh vậy là chất anh vậy chưa chất không chưa mé xuống rồi không. Ôi vậy là tận dụng cây cỏ thiên nhiên nữa cái gì mấy cây bần nè, giờ vô đây tránh nắng nè cho nó mát. Không khí ở đây thì thôi, mỗi lần con chăn ra đây là chỉ muốn vô cái góc bần này mới gì mát ơi là mát luôn, rất là thoải mái. Có bệnh dữ lắm nha con. Sao ạ? Thôi rồi con, lúc trước con ở đây con thấy đâu bị gì đâu. Sắp tới chút nữa. Rồi, đây một cái bông bằng tặng quý vị ha. Đẹp quá. Đây, bây giờ thì sau một cái thời gian chờ đợi cũng khá là lâu, và Trang nhà ba sẽ quyết định đi thăm lưới quý vị. À quý vị cùng thăm lưới với Trang nha. Nãy giờ đi hái rau rồi đi ngắm cảnh. Giờ để Trang mở cái dây này ra. Bữa nay là đi xa cái sông gần nhà một bữa nha. Hy vọng là mùa nước nổi năm nay sẽ ngồi nó chìm xuống Mỹ dưới. Chắc này chắc trưa nên không có ghe xuồng nhiều. Cái xuồng nó bê quá. Rồi, tập trung. Hy vọng là may mắn sẽ mỉm cười. Chưa thấy gì luôn. Nãy đi một vòng khảo sát rồi, hai cha con Trang khảo sát thì thấy chú văn lưới lúc nãy quá gì dính cá dẫn. Trang thì chưa dính luôn.
con gà lớn nha. Thường nhân lưới để lâu lâu chút nha. Có kỳ vậy. Chưa thấy gì luôn. Cho ghè chú đó qua cái này. Đi dập. Không lẽ xong càng lớn thì càng không dính ta. Không, không, con này nó sắp vượt luôn rồi đó, đó phải không, kinh nghiệm mà sắp vượt luôn rồi mà phải lụm lên liền cá lưỡi trâu quý vị. Ôi làm gì nó trâu đi đâu, nó dính vô à. Nó chưa có dính rồi, hết một tay này luôn rồi, dính được con lưỡi trâu quý vị. Một tay ngày tàu ra vậy đi, dùng băng à, dính rồi quý vị, dính một cái dừa hồng, một cái dừa hồng đây đây đây. Dạ nhảy nè quý vị. Rồi rồi thấy rồi. Ơi, lo hết chuyện chứ sảy ơi, thôi nó còn sống lên lại luôn rồi. Rồi xong luôn. Ôi tiếc ơi là tiếc, tại vì nói chuyện với chú bên kia, chú nói con cá này cũng trọng à. Rồi nãy thấy nó còn hồng hồng giống kìa. Rồi chú rủ Trang chừng nào có dịp đi ra ngoài này đi ghé nhà chú chơi. Ôi tiếc quá. Không sao không sao. Đây. Ba buồn ba. Không buồn sao được. Dứt cá bành kia sấy rồi. Cá bành kia sấy rồi. Mới đầm đó rồi. Ừ, nó vô mà nó vô chưa có ai. Trời ơi. Ui da. Mất tinh thần thiệt chứ. Tiếp tục. Sao nó bị mất cái gì? Lâu quá. Không lẽ nguyên nhà mình ăn con lưỡi trâu luôn ba. Cúng đại vô. Trời mát luôn nè. Ủa sao nó chì xuống. Bắt gốc rồi. Bắt gốc rồi. À dính cá vô. Cá vô con. Ôi sảy. Rồi sao? Để lên đây lại đi ha. Con cuốn lại đi. Con cuốn lại lên đây luôn ạ. Ừ. Để sảy nữa. Đây quý vị, dính được con cá. Cá bự lớn này thì Trang ăn nè, cá bự bự Trang thả cho nè. Cái gì dám quyết nữa. Ôi, ôi may mắn quá vậy đây nè. Tới xịt cá kia uổng quá. Không, không sao đâu. Nè, nhờ ông bà cậu thương con rồi cho dính lại nè, để mất công về bị ba la. Cái rô vàng ươm luôn quý vị. Ha. Ừ, cuốn lẹ đi. Tiếp tục, tiếp tục. Vậy luôn đi, dù sao thì nó cũng gói rồi. Trời giấc này mát dịu rồi. Hút hết mi lưng lên. Hút chơi gọi. Nó bị mắc cái xuồng à. Trời hiu hiu. À,
Đây nè quý vị. Trời, thích quá à. Con cá gì không? Vậy mới có động lực. Con này chắc nhỏ hơn con nữa. Nhỏ. Chú kia mới khen cái vụ của phóng xanh luôn. Chắc nó còn sống nó mới lội ha ba ha. Xin tì cả cái tay chân quá chích ngừa nó nhức dữ lắm thôi 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 còn dãy rồi cái xuồng này đinh không con bó lọt kia trong lòng hết. Ừ quá dính này thấy ham thiệt chứ. Vậy mới là cá mùa nước này. Gần hết lưới chưa ta? Gần hết lưới rồi. Ây da. Đó. Bắt cái cây. Kiếm cho bạn rồi. Đi tư. Đủ loại cá luôn. Để Trang quay cho quý vị coi. Hai con cá diêu hồng, một con sải, một con cá giò, một con cá lưỡi trâu với con cá rô. Đây. À, bây giờ Trang với ba sẽ gỡ cá ra và đem về quý vị ơi. Mắc quá chừng mắt. Ôi vậy. Chuẩn bị bơi vô trả xuồng ta rồi đi về làm món. Mời quý vị cùng về chế biến món từ những con cá văng lưới xung tiền này với Trang và La nha. Trang để vô đây để nó giục nữa. Cá văng lưới gì mà mạnh quá. Thôi đây con này nó xui lắm nè, cá lưới trâu con này cũng còn sống nữa. Thôi vậy thôi mình đem về đi rồi mình hả gỡ cây lưới rồi. Chúng cũng đậm mà ha, có cây rô nữa. Đây bắt con cá này lên chứ đâu có lạ. Thôi vô bỏ mấy cái rau này vô luôn. Cục có lý quá ha. Thôi đi về thôi. Hay. Bây giờ thì cha con Trang đã văng lưới về và dính được một mớ cá ngon. Hôm nay Trang và ba mẹ sẽ chế biến cái món là cá diêu hồng hấp chanh muối. Mời quý bà cô chú anh chị các bạn cùng làm và cùng thưởng thức với gia đình Trang nha. Hay. Bây giờ phân công mẹ bầm tỏi hết hành tím đi em nè. Cá bự rồi. Để con sắc củ hành tây. Ba lạc hành đi. Cái này là ở đây thì có Trang sử dụng hành tây, hành tím nè, gừng, chanh muối, đặc biệt là phải có chanh muối nha quý vị. Cá để qua đó đi chút thôi, làm nhanh lên cả nhà chắc cũng đang đói bụng rồi.
Wow. Kệ đi. À, hai kiểu như vậy, sắc muối cao cũng được và sắc ngang vậy thì cũng ổn hơn nè. Nè ba test cái này cho thằng con luôn. Ba test này để lên trong thớt đó luôn. Cho con ống thớt đây luôn. Cái này là hành lá, để con cắt khúc luôn. Nhiều quá. Một phần thì Trang đã ngâm vô cái nước để mà cho nó nở hoa nè quý vị. Hành lá cái gì cũng cắt khúc luôn. Dạ. Sắp dài lát thôi nè. Hành tím á. Thơm á. Còn củ gừng. Hay là gừng cái gì? Cái món cá hấp á nó rất là hợp với gừng luôn. Phải có gừng nó mới thơm. Và cho sắc sợi lại. Đây. Mẹ xong chưa? Con làm cái nước sốt nha. Nước sốt để mình hấp cá. Cho một xíu dầu ăn vô cái gì. Cho cái tỏi. Dầu chưa nóng. Thơm quá. Hành tím. Nó vàng vàng xíu rồi Trang không bỏ gừng vô. Rồi cho hết cái gừng này vô luôn cái gì. Cá hấp thì nó ngon không mà nhờ cái hành gừng. Nó thơm. Cái dài cộng gốc hành vô. Rồi bắt đầu Trang sẽ nêm cái nước để mà mình nấy ha. Cái này là dầu hào nha quý vị. Nước tương. Hạt nêm. Đường phèn. Này là dầu mè nha quý vị. Dầu mè nó rất là hợp với cá hấp. Thơm lắm. Và đặc biệt đây là món cá hấp chanh muối nên không để thiếu chanh muối. Trang cho quý vị xem keo chanh muối của Trang ha. Cam thảo quý vị, có nghĩa là nó có cái đường cam thảo ở trong. Rồi chanh muối này nó đã dầm rồi. Dành cho chế biến đồ uống á. Thì Trang chỉ để vô một muỗng. Hai muỗng. Cho nó chua chua mặn mặn và rất là thơm. Đảo đều cái này lên. Đây là cái nước sốt nè, để mà Trang hấp cá đó quý vị. Cho cái hành tây này vô. Nếu mà quý vị ở đây rất này á, quý vị sẽ nghe rất là nhiều cái hương thơm. Đặc biệt là cái hương thơm của chanh muối bây giờ nó dậy mùi lên hòa quyện nhờ với cái dầu hào, dầu mè. Bảo ăn một lần quý vị sẽ nhớ mãi cái món này luôn. Rồi, bắt quyết. Quý vị để ớt vô giấc này cũng được nha. Trang thì Trang chưa để đâu. Trang sẽ cho cái nước sốt này vô nha quý vị. Mà nó thơm. Trang sẽ trộn đều lên cho nó thấm đều hết gia vị. Hai con cá dương hồng với cá rô. Cá gì Trang cũng bỏ vô cái nắp hết.
bây giờ Trang sẽ đem đi hấp. Rồi, cho cá vô hấp. Trời ơi, nóng. Vừa y luôn. Hồi không lấy ra hơi khó nha. Nắp lại, mở nắp ra xả hơi một lần. Thơm quá cái gì vậy? Bấm sát ngon quá nè. Bánh tét nguyên đậu. Có bánh tét ra nữa là cả nhà ăn cơm rồi ăn bánh tét luôn quý vị. Mới hấp lại nóng hổi luôn. Hấp cá xong rồi đi hấp bánh tét. Rồi cái này đi. Lại đi. Rồi. Ăn cơm bay. Cảm ơn bà cô chú anh chị các bạn cùng dùng bữa cơm với gia đình con nha. Món cá hấp chanh muối. Rồi. Mời ba mẹ ăn cơm. Đây con ăn một miếng. Mời quý vị nha. Ngon. Rất là thơm luôn. Ăn mấy con nhỏ nhỏ này ăn cá. Ớt bị ngọt bé ơi, ngon lắm con. Thơm à. Ừ. Nó. Nó trắng như nước tương á. Ôi. Ăn kèm với cái gừng nha quý vị. Ăn với sợi gừng nha, ngon lắm. Cá con này cay rất nhiều. Thơm lắm. Thịt cá ngọt hết ba ha. Đó, mà con ngọt lắm. Đó, ngon quá. Con thấy ăn mấy cái gừng. Ngon. Cũng đúng để mình chọn lấy hết con. Con kể mẹ nghe, tại vì con á, con cũng nhiều chuyện nữa, con dở lưới thì con dở thì chú kia ông ngủ á, nói là tại con quen chú đó trên sông rồi cái thấy ông đi chài văng lưới rồi đó, rồi con cũng hỏi thăm thì người miền Tây quý vị biết người ta hiếu khách cỡ nào rồi. Chú đó chỉ đường. Chỉ đó là cha con Trang chừng nào có ra đó cái nhà chú đó chơi thì Trang cứ dạ dạ ừ ừ chưa kịp gì góp con cá luôn. Ở quê người ta thân thiện lắm quý vị. Đi đâu cũng vậy hết. Rất là mến khách.
cái này nó thơm với mùi của chanh muối mà. Không có chua ha. Cá 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 nướng là hai loại cá này làm món này là đều ngon. Nó ngọt. Hết trời ngon. Đừng nấu nguyên chi. Con mượn cái muỗng. Dàn thử cái nước chanh muối. Cái tinh túy của cái nước cá hấp nó ra nữa, nó không có phải là nước nhiều đâu, ít. Nó thơm dầu hào, dầu mè. Cá hấp là phải có dầu mè. Tại mà ăn đi. Ba ăn đi ba. Được con cá lưỡi trầu đó cũng cũng xém gớt nữa đó. Chở ngang luôn kìa. Tưởng nào là gớt con cá đó nữa rồi. Con cá đó nó chưa vô lưới. Mình coi con cá kia mình phóng xong. Tại vì nó mắc lưới chưa có sâu á mẹ. Mình lên mình thăm mày. Ừ. Nó thơm nhờ cọng gừng. Món này ngon không? Ngay, bây giờ thì Trang xin phép để là chào và là cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị các bạn xa đã xem đoạn clip của gia đình Trang từ nãy đến giờ. Kính chúc sức khỏe quý bà cô chú luôn và hy vọng có dịp về miền Tây đi Trang mời quý bà cô chú những món ngon quê nhà nha. Và nếu mà đoạn clip có được chia sẻ xuất thì mong ông bà cô chú góp ý để lại bình luận bên dưới. Thì gia đình Trang sẽ cố gắng hoàn thiện hơn trong những đoạn clip sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.